chị bán một đây phát hiện chị này bán món này là độc nhất ở đây nha. Cái này là gì chị? Này là trứng kiến gì? Trứng kiến gì chị? Ở đây trứng kiến vàng á. Rồi cái này mình làm cái gì mình dùng để làm gì ăn chị? Làm thịt bò. Thịt bò. Là xào với thịt bò hả? Dạ, xào thịt bò. Đâu mà bắt nhiều kiến vậy? Này, ủa sao nó có cánh nữa kìa? Kiến vàng cái gì? Nấu canh chua được. Đấy nè, anh có con kiến bự luôn. Con chua luôn ừ. Ha cái món này nấu con chua thịt bò ngon lắm nè phải không? Dạ. Ủa, con chua được. Cái này là cái món đặc sản của người dân tộc Khmer hay sao? Đặc sản rồi sao chị? Vậy là thường ngày cái món này trong gia đình mình hay dùng không? Được. Dùng hoài luôn phải không? Vậy là đặc sản rồi. Bây giờ em hỏi chị nè, cái món này thường thường là người ta làm là xào thịt bò phải không? Dạ. Rồi cái gì nữa? Xào được. Rồi làm món gì nữa? Nếu thường ngày là chị ăn thì làm là xào thịt bò là một nè. Dạ. Rồi gì nữa? Hồng vịt. Xào hồng vịt. Rồi. Nấu canh chua được. Nấu canh chua luôn. Dạ. Nấu canh chua là mình nấu với cái gì, cá là nấu với nấu canh thì thịt bò thì được. Nấu canh với thịt bò luôn. Dạ. Lạ người ta cái này cái này trứng kiến là mình tự bắt hay là mình mua lại mình đi rung hả chị? Rung xuống ha. Đi hai chồng nha. Đi thu hoạch nha. Mình bắt như thế nào vậy? Mình leo lên cây ha sao? Lấy cây vàng rồi dài dài á. Vậy đó hả? Mình bắt bao nhiêu tổ là mới được một mấy ổ chị? Mấy ổ à? Hai người đi bắt. Mấy ổ? Nhiêu đây là mấy ổ không? Ba không bao nhiêu đây là khoảng bao nhiêu mấy ổ? Nhiều lắm hả? Nghĩ là chắc cả trăm ổ luôn ha. Giá mình bán là như thế nào hả chị ha? Bán sao? Bán 1 kg là bao nhiêu tiền? 250. Vậy là đặc sản mà thôi, ngon lắm đó. Ta mua là ít phải không? Muốn 100 g đâu đúng không? Ví dụ như em muốn nấu một cái nồi lẩu nhỏ với thịt bò là có khoảng 3 người ăn đi. Là mình mua có khoảng bao nhiêu mình bỏ vô là vừa. Quy co thịt bò đâu? Ôi. Không phải ý như nói ví dụ như mà em muốn làm có khoảng 3 người ăn là mua có khoảng bao nhiêu trứng kiến là được. Được. Bao nhiêu nấu ăn nó vừa. Mấy trăm gram? 200-300 được. 200g, 300g được không? Ồ im à. Sao chị không kêu mua hết thao đi cho mau hết. Có kiến vàng mà sao em thấy có những con có cánh nữa nè chị. Cái này không biết mua nữa. Con ong hả? Ong. Cái này là con kiến bự của nó chứ đâu phải ong chị. Kiến bự hay là ong? Có cánh nữa nè. Hả? Nó cánh được hả? Sao to dữ vậy? Nó có cánh nữa nè. Không, con kiến này là con kiến bự hay sao? Không, con này mới đúng là con kiến vàng nè, đây nè, mấy con này mới đúng là con kiến vàng nè. Quá to. Vậy nấu mình có lựa ra không? Hay là không, để chị nó thôi. Để ăn bình thường luôn. Dạ. Mình ăn có cái vị sao chị? Không vị gì đâu. Không, mình nó có mùi gì chua mặn gì không? Hay là nó hơi chua chua phải không? Dạ. Theo như em ăn biết là hơi chua chua phải không? Dạ. Ngoài cái vị chua thì nó có cái vị gì nữa? Không vị gì đó. Không vị gì. Nó có thơm không? Mùi kiến vàng không? Nó có thơm không? Cái này thuốc nè. Nên thuốc, ăn nên thuốc. Thuốc ha. Chị nhiều loại bệnh rồi ha, ví dụ vậy. Nhìn thấy con trắng cho mấy con trắng chắc béo lắm anh hả? Chắc béo ha. Chị cho anh hỏi khi mình có từng ăn nhiều không? Ăn nhiều ha. Dạ. Chị thích nhất là cái kiến vàng này chị làm cái gì ăn ngon nhất của chị á? Chị thích nhất là món gì? Theo như chị đó. Xào. Bên này nữa. Không có để xào không luôn. Xào để bột ngọt. Có nghĩa là đập miếng tỏi rồi để bột ngọt rồi vô là xào tỏi đó, giống như xào tỏi nha. Dạ. Kiểu như xào mặn ngọt á anh, đúng không? Mặn ngọt đúng ngọt rồi. Ha. Cái này chắc em nghĩ mấy béo lắm anh ơi, cái trứng không béo theo béo như không? Tôi biết là ở trong Tịnh Biên nó có một cái quán là lẩu kiến vàng nha. Có luôn. Mà sao người ta là em nhớ là kiến vàng nó nhiều hơn trứng, mà thấy này trứng nhiều hơn kiến vàng. Trứng nhiều. Nói chung là cái này chất lượng hay trứng nhiều nó ngon hơn hay là kiến vàng nhiều nó ngon hơn? Cái này ngon hơn. Ngon hơn. Còn em thấy người ta làm cái muối kiến vàng lại con kiến này nữa nè anh. Kiến vàng nhiều là cái muối đó. Chua chua phải không? Dạ. Chua. Còn trứng nhiều là nó béo. Trứng nhiều là béo. Ngon. Dạ. Rồi bây giờ chị căn cho em 200g đi. Cân ký đi. Đâu mà dư gì? 1 kg ăn không hết. Có nghĩa là mình nên em thôi, đừng về em ăn ăn cái này đàn ông mình có khỏe mạnh gì không? Có khỏe mạnh không? Khỏe mạnh với vợ con không? Không. Chết rồi, mà không có dư.
Nói chung là mua ăn thử coi nó như thế nào. Ngon mai mốt mua nữa. Dạ, ngon mua nữa. Cũng bán ở đây hết hay sao? Ngày nào cũng bán. Ồ, ngày nào cũng có cái món này ha. Rồi anh em có ai mua ủng hộ chị thì mua nha. Dạ. 700 gram rồi. Nó coi 200 gram nó có khoảng bao nhiêu? 200 giác. Ờ, 200 giác luôn. Ờ, còn dính trên tay kìa. Rồi, này là nhiêu tiền chị? Cái này 50. 49.500 được không? Được không? Biết 49.500 không? Hay là 49.500... 49.500 đồng được không? Được không? Lấy 50 chẳng đi. À, chứ không có lấy lẻ lẻ ha. Rồi, có ai, anh Thanh có mua không? Mua ăn trước coi ngon không được. Ngon. Ăn trước coi nó sao. Là ngon. Đi đi mua thì không có nữa. Có chỗ đâu chỗ bán đâu, ngon. Ít lắm không? Dạ. Ít người bán lắm không? Ít người bán, bắt cắn nhiều lắm. Ờ, bắt con kiến nó cắn dữ lắm. Cắn nhiều. Cực ha, bắt là lấy là làm rồi. Đúng rồi. Muốn có nói chung là muốn có được cái tao như thế này là phải trải qua rất là nhiều. Khó khăn. Cái sự khó khăn để thu hoạch được cái thôi ấy khó khăn quá, căng cho em 100 gram nữa đi. Mua nửa ký đi. Thôi không có tiền. Nửa ký có bớt không? Không, cái này để chung luôn, nửa để tốn bọc 100 ngàn á. Đúng không? Chị? Dạ. Bỏ chung vô luôn. Một cái thao này tầm bao nhiêu? Chưa biết nữa. Thao nếu mà theo như tôi đoán cái thao chứ cả 3 ký ngoài gì vậy? Cả 3 ký trên. 3 ký hơn 3 ký nữa. Thì được 600 ha. Vậy là cái nghề bắt chứng kiến là làm giàu ở đây luôn rồi. Đúng rồi. Nhà bắt chứng kiến này em à. Thử chị. Cười nói chơi đó. Ngày bán được 500-600 ngàn không? Hai ký ba ký hả? Hai ký luôn. Chị bắt từ hồi nào tới giờ mà được bao nhiêu? Bắt bao lâu rồi? Bắt bao lâu rồi? Sáng. Sáng bắt tới giờ này là mới có để đi làm á. Mấy tiếng hồ mà làm nhiêu tiền đó? Bây giờ đi bắt. Bây giờ đi bắt. Một giờ là được bao nhiêu? Có bữa nào bị thất thu không? Giống như không có không? Hay là ít không? Hay là ít bữa nào? Ít nhiều đây là nhiều hay là ít? Ít. À, có bữa là bốn cơ, bữa là bởi ngày cả triệu bạc rồi. Em. Ai có thiếu người làm không? Em xin vô làm với coi. Tiễn em đi bắt kiếm vàng chứ. Nhiều. Nghề bắt kiếm vàng kiếm 1.000 đô mỗi tháng nha. Đúng rồi. Rồi kiếm 1.000 đô mỗi tháng. 1.000 đô rồi. Tháng 1.000 đô rồi. Trên 1.000 đô. Cô gái Khmer làm giàu nhờ trứng vàng. Làm giàu nhờ bán trứng kiến vàng. Làm giàu nhờ vào trứng kiến vàng. Sản phẩm của rừng. Rồi 300 được 1.000 đô trên một tháng. 300 gram để coi cần thử là không quay. Cần thử đủ 300 gram không? Rồi sao mà có 280 tạng. 280. Đúng rồi bà con coi phải 280 không? À, quên 320 đang. Rồi ông xã đi bắt rồi giờ ông xã ở nhà nghỉ ngơi hay sao? Dạ. Có nghĩa là ông đi bắt xong rồi giờ ông nghỉ ngơi cho chị đi bán phải không? Đi bắt hai người luôn. Rồi sao mà ông ở nhà ông nghỉ ngơi mà để vợ đi bán tạng? Sao ông không đi bán? Đi bắt này nè. Thì đi bắt cái này nhưng mà ông ở nhà bây giờ hiện giờ ông đang đâu? Ông ở nhà đang nghỉ ngơi phải không? Rồi sao không vợ không nghỉ ngơi cho chồng đi bán mà chị lại đi bán? Ông đi bán luôn. Tại vì chỉ thương chồng. Trời ơi. Chỉ thương chồng đúng không? Mấy đứa chị được hai đứa đấy hả? Chắc là béo luôn á. Đúng rồi, béo nhìn thấy là giống béo. Giống như nhộng ong á. À. Xào hả? Xào thịt bò hả? Ờ, xào với thịt bò. Nói chung là hồi đó giờ mới thấy là bán chứng kiến không? Mình cứ nghĩ chứng kiến nhỏ nhỏ không ai ngờ to vậy ta. Có thấy chứng kiến người ta câu cá thì nó khác, không phải vậy. Câu cá. Chứng kiến to là làm bao nhiêu tiền chị của em bao nhiêu tiền? 500 ngàn. 375 ngàn không bớt luôn. Chính xác không nha, chỉ có chừng lộn đó nha. Lỗ á. Ờ người lỗ á. Coi gái tôi thấy sai sai đó nha. Chị có đem máy tính được không? Có bấm máy tính không? Dễ gì trời, tôi tính hay lắm, bán cái này mua hai cái bông bự quá kìa. Đúng không? Bán chứng kiến không? Làm giàu nhờ chứng kiến. Thu nhập trên 1.000 đô mỗi tháng. Một ngày là hai vợ chồng kiếm cũng có khoảng 700-800 triệu bạc rồi. 700. Ôi. 700, 400, 500 đúng không? Bao nhiêu đây là coi như 600 mình chị nói ít, chắc có bữa đầy cái thao này là kiếm 1 triệu ngoài. Đúng không?
Vậy bữa nào mấy anh em mình đi thục chứng kiến này bán đi. Tôi cũng tính vậy đó, anh em mình chia ra bao dây khu vực này. Vậy đi. Bữa nào tụi em vô học nghề chỉ tụi em bán ảnh chứng kiến được không? Học nghề ảnh chỉ không chỉ không? Chỉ không? Dạy nghề ha. Thì đi đi. Chỉ đi đâu mình đi theo đó. Đi hoài luôn, đi theo hoài luôn. Nè, khỏi thói rồi chị ơi. Đủ chưa? Đủ rồi. Đủ chưa? Chưa đủ. Chưa đủ à. Bao nhiêu mới đủ? 70 hả? 70. Rồi, đủ chưa? Đủ chưa? Rồi ấy để gửi tiền cho chị đàng hoàng đi cho để ấy tào lâu không được ha. Rồi ok. Mà cái này mình thấy cái đó hơi mặn nha. Cái này mình để tới chiều mình chế biến được không? Nó có bị hư hao gì không? Không. Mở bọc ra không ha, là bụng bọc này, bụng bọc sợ nó bị ấy ha. Không, mở bọc cái này nè. Như con này mình hiện giờ mình cầm mình ăn được không? Ăn được. Ăn được, được không? Được. Ngon không? Có sao không trời? Có chừng béo béo á. Có tiền lẻ chú? Không, tiền lẻ. Rồi luôn rồi. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Cho thiếu đi. Cho thiếu đi, bữa nào đi ngang trả được không? Anh có tiền lẻ không? Cho đổi thôi. Em hết tiền lẻ rồi. Nè rồi dễ thiếu rồi chị ơi, bữa nào mình trả. Cái này có kiến vàng và kiến đen nữa nghe, chứ không phải kiến vàng không nha. Ồ cái này pha là phải bán bớt rồi, kiến vàng kiến đen nữa. Có cả kiến xanh luôn. Nè kiến xanh nữa nè. Tiền lè đâu mà đưa. Anh này có. Anh này có tiền lè không? Không. Có tiền lè không? Có nhiều người đủ không? Rồi sao chứ? Có điện thoại không? Ai có 50 cho mượn 50 ơi. Để coi ai có không. Bây giờ không có là thiếu đó nghe. Thiếu tôi thấy thiếu. Bữa nào tôi đi ngang tôi trả. Nè 50 nè. Đủ không? Rồi. Có tiền chẳng lấy không? Rồi bo luôn khỏi thôi. Ok ha. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi bye bye chị. Chia sẻ cái cách bắt kiếm mà đây là một người phụ nữ người Khmer quý bà con là kiếm gì ta gọi là trứng kiến vàng mà trứng kiến vàng đây có con kiến màu xanh nữa nè. Có con kiến màu xanh nữa nè. Ngon lắm. Ngon hả? Ngon không? Đâu ăn thử miếng ơi. Ăn được không? Ăn thử miếng thôi. Ăn hoài à. Thôi ăn một miếng đi. Ăn người ta mới biết ăn được. Ăn rồi. Ăn rồi. Tôi ăn hoài à. Rồi chào chị nha. Chào chị nha. Chúc chị may mắn nha. Nhanh hết nha. Rồi một cô gái làm nghề bắt chiến làm giàu ở Tịnh Biên nha.